Xin chào mọi người, trở lại với video ngày hôm nay. Hôm nay sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, trời thì quang mây, có nắng nhẹ. Nhưng mà nhiệt độ thời tiết hiện nay thì vẫn có sương mù nhẹ. Và trước mắt chúng ta đây là một chiếc 747 của một hãng hàng không đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc 747 này là thuộc hãng ACT Airlines, nhưng mà được mang code size của Turkish Airlines. Chiếc 747-400 này là một chiếc máy bay chở hàng, nhưng được hoán cải từ một máy bay chở khách. Và nó được chuyển đổi vào năm 2011, và tới năm 2020 thì ACT Airlines tiếp quản chiếc máy bay này. Và chiếc máy bay này đã hơn 30 năm tuổi và nó có chặng bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và hãng hàng không này cũng thường tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà là vào buổi tối là nhiều hơn. Và phía xa xa kia, một chiếc Singapore Airlines đang bắt đầu bước vào hạ cánh. Chiếc Boeing 787-10 Dreamliner của hãng Singapore Airlines, chiếc máy bay đã 6,6 năm tuổi. Và chiếc máy bay này được nhận vào năm 2018. Cấu hình trên khoang của chiếc máy bay này là 36 ghế hạng thương gia và 301 ghế hạng phổ thông đồng hạng. Và với chặng bay từ sân bay Changi Singapore về đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào buổi sáng, hãng Singapore Airlines thường sử dụng những chiếc Airbus A350-900 của mình. Buổi chiều thì hãng sẽ xen kẽ giữa Boeing 737 Max hoặc là Airbus A350-900, và lâu lâu hãng sẽ đưa Boeing 787-10 Dreamliner của mình qua sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay một ngày trời cũng có gió lúc to lúc nhẹ, như thế là máy bay đang bước vào hạ cánh và khá trong chành đấy. Gió lúc này đang rất là to và máy bay đang khá là lắc lư. Và đây, máy bay sẽ bị bồng lên một xíu do gió thổi rất là mạnh, thì máy bay mới bắt đầu đáp xuống mặt đường băng được. Trong màn sương sớm xa xa kia, một chiếc Embraer ER-135 đang bước vào hạ cánh. Chiếc máy bay này nhìn thì là của máy bay tư nhân, nhưng mà được mang số đăng bạ của Việt Nam. Mang số đăng bạ là VNA268. Chiếc Embraer ERG-135 này có 15 tuổi đời, và chiếc máy bay này được đăng ký số đăng bạ của Việt Nam từ năm 2018 cho tới nay. Và chiếc máy bay đang bắt đầu bước vào hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và đây, xa xa là chiếc Boeing 737 có màu sơn rất đặc biệt, nhìn xa xa giống chiếc Boeing 737 đeo khẩu trang đợt trước của Cargo Express mình có quay phim lại. Và đây là cũng là một chiếc Boeing 737 cũng được sơn màu face mask, nhưng mà có thêm nhiều đặc điểm hơn. Ngoài những cái hình dáng chung của Cargo Express thì chiếc máy bay này có dán thêm chữ Kainao face mask ở bên thân máy bay. Và chiếc máy bay này cũng là một trong 4 chiếc của Cargo Express, và hiếm lắm thì chiếc máy bay này mới tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và mời các bạn chiêm ngưỡng chiếc máy bay này, và hãy để ý phía gần đuôi nhé, nó có một chữ Kainao face mask. Và đợi chiếc máy bay này cất cánh trở lại đi, mình sẽ có một giải thích về lịch sử của chiếc máy bay này. Chiếc máy bay này có lịch sử khá là phức tạp luôn, và nó trực thuộc rất là nhiều hãng hàng không. Còn đây, chiếc Qatar Airways đang chuẩn bị dừng chờ đường băng 25 trái, chuẩn bị chờ lệnh lên đường băng cất cánh. Qatar Airways vừa thực hiện xong hành trình từ Doha về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, và sau 2 tiếng thì hãng sẽ thực hiện từ Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đi Phnom Penh. Airways đã được lệnh cất cánh rời sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh hướng về
Phnom Penh và chiếc máy bay sẽ ở Phnom Penh khoảng 1 tiếng và quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tân Sơn Nhất mùa này thì trời sẽ bị mù cả sáng cả chiều luôn, chứ không phải chỉ mù buổi sáng không. Nhưng mà xa xa đây là một chiếc China Southern của hãng Trung Quốc, và chiếc máy bay này đang thực hiện chuyến bay từ sân bay Bảo An Thâm Quyến đến sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Thâm Quyến thuộc Quảng Đông Trung Quốc. Và sân bay này mở cửa ngày 12 tháng 10 năm 1991 và chuyến bay thường lệ tới sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh luôn bằng hãng China Southern. Còn đây là chiếc Boeing 7378 của Malaysia Airlines. Hãng hàng không này cũng thường xuyên có những chuyến bay nối chuyến giữa Việt Nam và Malaysia Airlines bằng các chuyến buổi sáng và buổi chiều. Và hãng hàng không này thường bay tới sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh bằng Boeing 737 và lâu lâu hãng sẽ có đôn lên là Airbus A330-300. Và đây chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay này thường xuyên sử dụng để bay các chặng từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Và đội bay Airbus A350-900 của Vietnam Airlines là một đội bay có khá tốt, khá mới và bay thường xuyên, bay rất là đông, giúp cho chặng bay này được gọi là những chặng bay là đông nhất của thế giới. Và cũng ít người biết rằng Vietnam Airlines cũng là những hãng hàng không đầu tiên trên thế giới sử dụng Airbus A350-900. Còn đây, trước mắt chúng ta là một chiếc Airbus A320neo. Đặc biệt hơn là chiếc máy bay này chỉ mới 1 tháng tuổi và được China Southern nhận về mới đây thôi. Và chiếc máy bay này đang chuẩn bị lên đường băng dừng chờ, chuẩn bị thực hiện chặng đi từ sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Bạch Vân, Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Và chiếc máy bay này có sử dụng là 4 ghế hạng thương gia và 162 ghế hạng phổ thông đồng hạng. Chiếc máy bay này sử dụng động cơ CFMI và máy bay đã cất cánh rời sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một chiếc máy bay rất là mới tuổi đời 1 tháng tuổi. Còn đây là chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay này có một màu sơn đặc biệt có tên là Sky Team. Chiếc máy bay này được sơn màu sơn này vào năm 2013. Và chiếc máy bay đã là 12 năm tuổi. Và trước đây chiếc máy bay đã thuộc hãng Cambodia Angkor Air. Và sau này năm 2013 thì chiếc máy bay này đã được thuộc trở về Vietnam Airlines. Và chiếc máy bay này có cấu hình là 16 ghế hoàn hạng quốc gia và 168 ghế hạng phổ thông đồng hạng và sử dụng hai động cơ EIA. Và đây là một trong hai chiếc máy bay của Vietnam Airlines sơn màu sơn Sky Team. Trước đây là 3, nhưng mà sau khi loại bỏ chiếc Airbus A330-200 của Việt Nam thì giờ là còn 2 thôi. Và đây chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines đang thực hiện chặng bay từ Sydney về sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc máy bay này là chiếc máy bay cũng là một chiếc máy bay màu sơn Sky Team. Và theo như quy định của Liên minh Hàng không SkyTeam thì các hãng hàng không sẽ phải để một hoặc nhiều vài chiếc máy bay có sơn màu sơn của Liên minh, và Vietnam Airlines đã chọn Airbus A321 và chiếc Airbus A350-900 này được sơn màu sơn của Liên minh Hàng không SkyTeam. Và chiếc máy bay này đã được sơn từ khi nhận về và nó là màu sơn duy nhất, là chiếc máy bay Airbus A350 duy nhất của
có sơn màu sơn của Liên minh Hàng không SkyTeam, và Việt Nam là một trong những thành viên của Liên minh Hàng không này. Và sau khi nhận hàng hóa và nạp thêm nhiên liệu thì chiếc Cargo Express đã bắt đầu lăn lên đường băng. Và trước đó, chiếc EVA Air Boeing 777-300ER đã được lệnh cất cánh rời sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh hướng về Đài Loan, Trung Quốc. Và hãng EVA Air này thường sẽ có nhiều chuyến bay tới sân bay Tân Sơn Nhất kết nối giữa Việt Nam và Đài Loan. Và chiếc máy bay này cũng, và hãng hàng không này cũng là hãng hàng không kết nối giữa Việt Nam và Mỹ. Trước đây rất là nhiều người chọn đi hãng hàng không EVA Air vì hãng hàng không này có tiếp viên người Việt và phục vụ mặt đất cũng người Việt rất là nhiều, nên mọi người thường hay chọn lựa và đi hãng hàng không này. Và nghe nói hãng hàng không này giá cũng rất là mềm chứ không quá mắc đâu. Và sau khi EVA Air cất cánh rời sân bay Tân Sơn Nhất thì Viettravel Airlines được lệnh hạ cánh. Và chiếc Airbus A321 này của Viettravel Airlines vừa thực hiện hành trình từ sân bay Bangkok về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và Viettravel Airlines hiện nay đang có trong đội bay của mình 3 chiếc Airbus A321, và chặng bay đi từ Tân Sơn Nhất đi Bangkok là một trong những chặng bay quốc tế của hãng. Và chiếc Boeing 737 của Cargo Express đã nằm trên đường băng 25 trái chờ lệnh cất cánh. Và chiếc máy bay này là chiếc máy bay của Cargo Express nhưng mà trực thuộc của hãng hàng không Sinao của Trung Quốc, và nhưng được vận hành bởi Cargo Express thôi. Và chiếc máy bay trên thân của nó cũng có chữ Sinao Famous, rất là vui và rất là đặc biệt. Và đây là một chiếc Airbus A321 khác của Viettravel Airlines. Đội bay này có 3 chiếc, và chiếc máy bay này đang thực hiện chặng bay từ sân bay Phú Cát, Quy Nhơn về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và Viettravel Airlines là một hãng hàng không mà với bộ đồng phục tiếp viên và nhận diện là màu vàng, và nó gọi là mũi tên màu vàng. Còn đây là chiếc Airbus A330-300 của Vietjet Air đang thực hiện hành trình từ Sydney, Australia về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và Vietjet Air hiện tại trong đội bay 330-300 có 7 chiếc này. Và đội bay Airbus A330-300 của Vietjet Air kết nối giữa Việt Nam và Australia, Ấn Độ và các nước Đông Bắc Á. Những chiếc Airbus A330-300 của Vietjet Air có những ghế ngồi ngã phẳng 180 độ và có nhiều lựa chọn, nhiều ghế ngồi, và giá vé của Vietjet Air cũng khá là ưu ái, gọi là giá mềm đấy, và mọi người nên đi thử. Ngoài ra, những chiếc Airbus A330-300 này cũng thực hiện thường xuyên nối giữa Hà Nội và Sài Gòn và ngược lại. Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi thì Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner đã bắt đầu lăn ra đường lăn và bắt đầu hướng về đầu đường băng 25 trái. Và Singapore Airlines lâu lâu thi thoảng thì mới đưa đội bay 787-10 Dreamliner của mình qua sân bay Tân Sơn Nhất,
Thông thường thì hãng sẽ chỉ đưa 737 Max là chiếc thường xuyên tới vào buổi chiều, và Airbus A350-900 là thường xuyên là chiếc tới vào buổi sáng. Và Singapore Airlines đã lên đến đầu đường băng 25 trái và được lệnh lên đầu đường băng 25 trái dừng chờ. Và chiếc Boeing 787-10 Dreamliner của Singapore Airlines đang phải dừng chờ để cho chiếc Boeing 737 của China Eastern Airlines đang hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc máy bay này đang thực hiện chặng bay từ sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Và sân bay Trường Thủy Côn Minh là một sân bay ở thôn Trường Thủy cũ thuộc tỉnh Đại Bản Kiều, khu quan độ Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Và chiếc máy bay này thường kết nối giữa Trung Quốc, Việt Nam vào chuyến bay vào buổi chiều. Và sau khi chiếc China Eastern hạ cánh thì chiếc Boeing 787-10 Dreamliner của Singapore Airlines cũng bắt đầu được lệnh cất cánh rời sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hướng về sân bay Changi, Singapore. Và đến đây cũng xin tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu có góp ý gì, mọi người có thể để lại comment hoặc nhớ like, share, subscribe cho kênh chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video ngày mai nhé. Xin chào. Và mọi người có muốn mình quay những chiếc máy bay nào, hay là những thông tin gì mới, hoặc là những muốn mình chia sẻ về cái gì thì nhớ để lại comment nhé. Mình sẽ làm để phục vụ mọi người. Cảm ơn.